Mekong Ari, niềm tin làm nên giá trị. Mekong Ari xin giới thiệu đến quý bà con nông dân sản phẩm Bupro 400SC MKA với thành phần hoạt chất Bupro Fejin 400g trên lít. Hoạt chất Bupro Fejin là hoạt chất quản lý côn trùng chích hút, tiếp xúc vị độc và hiệu lực kéo dài, thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng, tác động lên bộ cánh đều như ve, rầy và rệp. Với cơ chế kiềm hãm khả năng tổng hợp chitin, ngăn cản rầy, rệp lột xác, giảm khả năng đẻ trứng và làm ung trứng, không gây kháng thuốc, tác động lên trứng và sâu non, tuổi 1 đến tuổi 3, không gây chết tức thì mà sẽ bị chết do không thể lột xác. Buprofezin có tác động lên côn trùng chích hút nhóm ve, rầy và rệp, an toàn cho thiên địch và cây trồng kể cả giai đoạn hoa và trái non. Mekong Ari hiện đang kinh doanh sản phẩm Bupro 400SC MKA với thành phần đơn hoạt chất Bupro Fejin 40%, quy cách dạng chai 100ml, dạng SC, an toàn giai đoạn hoa và trái non. Với liều sử dụng là 100-150ml pha phì 200L, sản phẩm Bupro MKA dễ dàng phối trộn với các sản phẩm khác của Mekong Ari. Ưu điểm của sản phẩm Bupro MKA là không hình thành tính kháng, an toàn cho thiên địch và hoa trái, dễ dàng phối hợp với thuốc khác, với chi phí thấp, hiệu lực kéo dài, hàm lượng hoạt chất cao. Bupro MKA sự lựa chọn hoàn hảo, quản lý côn trùng chích hút nhóm ve, rầy và rệp. Với chi phí thấp, hiệu lực kéo dài, hàm lượng hoạt chất cao, Bupro MKA sự lựa chọn hoàn hảo, quản lý côn trùng chích hút nhóm ve, rầy và rệp. Để đặt hàng nhanh chóng và tư vấn về sản phẩm, bà con có thể liên hệ ngay số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng qua các trang thương mại điện tử như Shopee và Sen Đỏ. Chúng tôi sẽ gửi hàng nhanh chóng cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.